Ngày hôm nay là bữa xin việc đầu tiên của tôi. Tôi mới hỏi anh một vài câu để coi hả tôi có làm việc cái quán này hay không. Quán anh mở từ năm nào rồi? Được hơn 50 năm rồi. Làm gì mà bán lâu quá vậy? Tại sao không phải là cháo ếch, lẩu ếch mà gọi là mì quảng ếch? Bạn làm gì quảng ếch cho nó lạ. Lạ chỗ nào? Đem ra đây thử coi. Tôi phải thẩm định ở đây, tôi phải ăn thử rồi tôi mới biết nó có lạ hay không. Để tôi coi coi tôi có làm việc ở đây được hay không. Nhanh 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 nhanh. Lẹ đi, tốc độ. Đây đây, còn mình đây ạ. Nước lèo nóng nè, ngon nè. Ổn nha. Ngon á. Vậy nha, 3 ngày sau bộ phận bên túi hả gửi mail cho quán coi coi tôi hả có làm được hay không. Chào nha. Cái gì vậy bà nội?